Cho các bạn đến video tiếp theo của mình nha. Thì hôm nay em sẽ test hai cái Amply 300W chạy 4 sò nha anh em, nguyên bộ Amply luôn nha, hai bộ Amply. Một bộ Amply là xài mic UX23 cho anh Lộc ở Thủ Đức, và một bộ mic một bộ Amply mà xài mic UX8 nha, cho anh Nguyên ở Đà Nẵng nha. Em sẽ test hai bộ này, nói chung là hai bộ như nhau nha, đồng giá hết nha anh em. Giờ em sẽ test con này trước nha. Hoàn hảo hết nha anh em. Anh em nào cần cái, nói chung là giờ em Amply em hết rồi, em giờ còn mạch nha anh em, cái thùng em hết rồi nha. Cái cuối tuần nó sẽ về cái thùng nữa thì em sẽ lên video cho anh em nha. Giờ thùng em hết rồi, còn mạch nha anh em, còn mạch 300W này nha anh em, nào cần liên hệ em nha. Ok, giờ em sẽ tiếp tục test một con mạch loa kéo sách tay nha. Tiếp theo thì em sẽ test một cái mạch loa kéo sách tay cho anh Hùng ở Đắk Lắk nha. Em sẽ test trên con bass 40 coi 51 nha anh em. Tí nữa em sẽ thử revert cho anh em nghe luôn nha. Em sẽ test xong anh tranh thủ em đi gửi nha.
con này hai kênh nha anh em, một kênh 50W hai kênh nha. Bây giờ em sẽ thử revert cho anh em nghe nè, sẽ thử revert không nha. Lô, để em nghe tiếng revert nha. Lê, 3, 4, 5, 6, Lê, Lê, 3, 4. Ok, sẽ mở Eco Delay lên nha. Lê, 3, 4, 5, 6, Lê, 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 3, 4, 5, 5, 5, 5. Nói chung là con này nó xài chip DSB như mấy dòng mà bo lo kéo công suất lớn nha anh em. Nó xài chip DSB nha, Bluetooth rồi DSB hết nha, chip DSB nha. Nên bờ cái Eco Revert nó rất hay nha, rất mượt nha. Con này có 900 ngàn nha anh em. Con này 900 ngàn cho anh em chơi 23-20 luôn nha. Cứ liên hệ em nhé. Cảm ơn em đã theo dõi những video của em.